rồi. Hà bắc ghế hầu cha kính mẹ, trên con có lời xin phép phận thạch, dưới có lời xin phép đồng đề thử nha các văn pháp sư, anh quỳnh tây quế lý kê bôn phủ của bách gia trăm họ. Giờ đây giờ lành ra điểm thì cho phép họ Hà được vào loan giá phục này. Xin chào mọi người. Văn bốn mùa âm dương tuyết lão tâm trí thành cầu đạo cầu bình an, quả thực dâng lên nay đánh trà, quả thực tiên dâng lên thì mời ta tỏa tiên thành hội đồng mẫu giáng đàn duyên. Đã nhất trên thiền cung thỉnh mời mẫu bà, đã nhất trên thiền thanh vân công chúa thượng thiền mẫu đã hết ngự về. Thôn quê đất phủ dày Vân Cát, thôn quê những thiên bản họ nhà Lê Mẫu cải chân. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lô hương xạ nhiệt pháp rơi mong ngân chư Phật thải hội tất sao văn tùy sơ kết cần vân thành nhị được ngân chư Phật niệm toàn thân. Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Ha Tát, con Nam mô A Di Đà Phật. Xe loan thanh gia hồi cung đệ nhị thánh tiên cung kính mời mô ba đệ nhị thánh tiên nguyên xưa hiện thánh ngôi đền trên đất đồng cuồng. Nhan sắc khác thường màu hình dòng, nhan sắc khác thường giá danh đổi một bông nguyệt thương vẻ người. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trên đàn hải ngàn nô nhiệt minh hương giả dù tử mẫu lưỡng vô hương hòa lối bách thanh nhường chi tìm thêm cường nhất chưa biến thập phương. Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Tát, con Nam mô A Di Đà Phật. Xe loan thanh gia thoại quốc động đình mẫu ba đệ tam ma, thoại quốc động đình xích nân nóng nữ ngũ đèn thoại cung. Đoàn phòng chàng kinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo hoan. Đức quốc mẫu đệ tam cùng thỉnh mời, đức quốc mẫu đệ tam ngọc hồ thần nữ thờ vàng thoại cung. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thiên thần hải ngàn nô nhiệt minh hương gia du tử kim cương nhất chu biến tập phương. Nam mô Hương Vân Cung Giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương Vân Cung Giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Sơ loan thầy quang dòng nhan tập cờ diều quang miệng chiếu tử trung a tí tăng cũng giảng kim phượng hoàng thân cận thanh chúa tiên trung đường ta đang thâm trả ân ni từ bi đất mân chúng sinh a tí kim linh lê dòng nhan thập cờ diều chiếu từ chung soạn thanh gia thánh cảng đại vương cung tỉnh ơi, thánh cảng đại vương phù đời trần thị xưa sang trong chiều dục nên đức thân nhân nhiều, đức thân nhân nhiều ngày dựng nên đức thân nhân nhiều tài kiêm văn võ trong chiều sửa sang ở đông chiều đóng bánh đằng ra. À,
cảnh bầu trời mường lai, tiên cảnh bầu trời gió lam toang thoảng, hương bay ngạt ngào trên nam tàu, rồng bay năm sắc dưới Việt Nam địa thế trung linh. Tiên đình không sai, đổi lệnh tiên đình thay quyền thượng giới, giáng sinh phủ trần vào năm Kỷ Mão Tu tuần, đổi 10 tháng 8 giờ dần, hiển linh so trong quốc sử làm linh. Quốc sử làm linh ngài so trong quốc sử làm linh, tiếng đồn dày khắp triều đình mọi nơi rằng ông được thánh thời trời.
đôi chữ bình an ông phê cho, đôi chữ bình an để cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho dâng mạnh đôi đường. Triều đình nguyên siêu cả bài trần khiến ta làm mà
vực sâu, rơi vào bát quái lục đầu, thân bên cọc ngọn chuyên tàu lát tàn. Quân Mông Nguyên ba lần phải bài chân, thái tử quân ngạo mạn tiến binh sang, âm mưu chiếm lược an, nào ngờ hình tiến thoát hoàn đã chờ. Dạy cho bay, dạy cho bay thế nào là lẽ phải, bọn sâm lăng bay khó được chu toàn, nếu bay còn sâm chiếm ma làm, ngày đi thì có ngày cải hoàn thì không. Sông lục đầu cuồn sông bủa vây, núi non nhạc vòng vây khép là. Thơ ai đọc, thơ ai đọc nghe sang sơn hoành xảo, cờ ai để chữ báo hoàng ân, mong sao quét sạch hồ trần, đền ơn sông Hải lại nước A Lam. Nay đệ tử con thì về đây bái đạo, lộc với tài ân đức xin ông ban. Ông ban cho gia chủ con từ dày, phúc như đông hải lộc đầy như núi ca. Cho thêm mà đa tử đa tôn, từ đây cho hưng vượng xa hồn, tiến lên cõi thọ trường tồn được phúc phúc dài. Vương tử đệ tam ma thực đức ông đông hải ngày thời giáng lâm thánh giá hồi cùng hoa hải đường vương cô đệ nhất na đất mạc xưa là đất trong ảnh cô nhất kỳ vị trí giáng hồi cùng đành đàn đâu vương cô đôi tên gọi đại hoàng của thông minh chính trực mọi đảng đều hay giá hồi cùng cửa suốt ta mở trông ra đèn cửa suốt ta mở chiếc thoi cô bé lững lờ bên dạ giá hồi cùng sông dậy biển đông mà sông dậy biển đông thỉnh mời cô bé trần chiều cậu dám cậu bé trần chiều an chân ngũ phương mua say cậu chân ở ngoài cửa đông sơn thanh gia tam vị trung ương có tiến dâng văn tam vị chúa mường thịnh chúa đã nhất quê nhà trên tây thiên sơn năm đệ nhị chúa bà giáng trên yên thế đường xa chúa nguyệt hồ ngã tư phố
quét đông đào cành tiên. Đứng đôi bên có lâm dần phượng mùa sắp mai hàng. Châu chùa sơn trang canh khuya tiếng suối dịu dàng. Thương người
mười thu căn cơ thủ rào lấy hạ về đắc đạo tiên xa phép thiêng linh ngưng thay xanh đã bóng trời ban tiền đài gieo quẻ bắc bắc nam hải hùng song song đang ai song song đang ai
bốn mùa hoa trái dâng lên, người đông tấp lập lập mà vui bên ra. Trưng thưa tối cao hồng hà, sang chung sự bà đặt sau chung ta
vạn vật sinh sao có đôi bên long hộ châu. Thank you.
mà thôi Chúa lại đi ngược. Chúa cho lộc về đền cho các đệ tử con nhà trai tranh ai sao quá không phải lẽ nào ai lơ lấp dòng sông vân tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lạy Chúa thương như cho tới cảnh khó nghèo. Chúa ban cho bóng lộc ban phước nhiều để ra. Nay phút biến đi về nơi bàn cảnh các cô tiên làng vào đồng đình dâng hoa người trần gian nên ai bán nhạo dài hoa. Chúa sai cô tỳ nữ thu lắm má má một Thượng Thiên, xe ta nghe ngợi
con thủy con bộ đôi hàng thần khai quang sông nhan tập cờ diều hương miếng chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiền trùng hương trà ân từ kỳ lẫn lẫn chúng sinh ngã tích chỉ cô ngại lục ngại biên mình thông sơ điệp dâng nền linh ngân sơ điệp dâng nền trần quan đại nhất ông chép biên rõ ràng thế cho đời tổ đình cho dũng mãnh đôi đường mà cửa nhà thang thái lộc tài
để ra độc gần cho chí độc xa. Đắc lộc đắc tài về cho đắc lộc đắc tài, sinh phú sinh quý bằng trăm bằng mười, vì đây tài lộc hơn người. Thank you.
đôi chữ bình an phê cho đôi chữ bình an nơi cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho dũng mãnh đôi đường tâm tâm trong sáng giọng nhạt thắp cờ diều ung về chức nghệ nhân bài lạy tin đình hình nhân bái tạ tin đình nhị một là quý huyết hai là sổ sinh ba là số hệ thiên đình See?
tuân tú anh tình nhà khác. Thank you.
một triệt nhang lòng thành thắp một triệt nhang tấu về thủy phổ các sinh các tòa thiên đình địa phủ Diêm La. Địa phủ Diêm La thiên đình địa phủ Diêm La tấu về chốn đó của cha đồng đình hôn dòng là chúa thủy cùng thần khai quang sóc nhan thắp cờ diều khuôn liêng chiếu từ trung mã tích tăng cung giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiền trung hương. Sơ điệp dâng nền kim ngân, sơ điệp dâng nền na ông về tàu đôi chép biên rõ ràng sẽ cho gia chủ bình an. Ngài sông pha
quan tam phủ ngài lập lập chiến ra tay cứu nước trời cơn nguy biến. Dâng nước thời không ai đã
đại sáng sông thông thao sông cả kéo quần về về đèn đây ra từ đông tân đài đi mũ vào tàu bắt tâm mô đồng tủ đi theo hầu vào cung vương phụ xa hầu đức vua cha Hãy
chúc đàn dân đã đích tăng cúng giảng thêm phục hoàng đất tận thành quê tiên trung ương. Sơ điệp dâng nên kim ngân, sơ điệp dâng nên ông về đầu đôi chắp biên rõ ràng sẽ cho ra chủ bình an. Phép thần thông
lời tiếng đồn lao đức mọi đời. Thanh quán đệ tứ thành ơi, phép ông huyền hách muôn dân còn đảo cầu. Mời quan đệ tứ vốn còn trời cai ngự thiên cung, bàn vàng trói trói vua phong quyền quan đệ tứ uy hùng dậy vang. Thank you.
tôi văn thơ nên truyền tên đôi văn thơ quan tuần bây giờ chắc sáng anh linh trước là bộ gia đình sau ra thu chắc kết tà tinh phen đầy ra trần thế bên tay trần thế bên tay ra trần thế bên tay nổi lên đầu tổ tiêu đầu nhập gian tiêu đầu thì đấy bình bình a à. Trước đàn dân ngã tích tăng cũng dạng ngã tích phục hoàng thật cẩn thận để tiến trung thường sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên ông về tàu đối chép biên rõ ràng phê cho gia chủ bình an à. Bằng trăm bằng mười từ đây tài lộc hơn người phụng công kim ngân đẻ từ con có kim ngân vàng sơ dâng lên quan tuần đâu đôi chép biến rõ ràng khi cho hai chữ trường sinh
trời nhỏ phước ông vàng
quốc sự còn đúng là sự hiếu chung chọn đạo ai sanh bì ông phò vua xúc lương đã ghi công trên bàn ông dãi nguyệt nguyệt
quần. Cảnh đất nước đa trong thời cơn phận lộ giặc ngoài bang vẫn còn dày dẻo lòn sông nhưng quan lớn suốt cả cuộc đời phò tá vua anh cơ tâm thân đại nghĩa đúng là quan lớn tuần tranh ông người Lòng
khắp mọi nơi. Ông oan vì chắc chắn lên mà sắp dầu.
huyền ông cai quản chư sinh nhà trời. Tiếng nước xanh nghe tung hoành rung lượn cạnh non hồng lướt ngược tương lai. Khi chơi bàn chúc hàn mai bàn đinh tiệc ngọc vui vầy ngày xương ca. Nguyện trung thành nhà